Năm 2004, gia đình ông Hà Văn Tị tại xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa được giao 7 hectare rừng theo nghị định số 02 của Chính phủ. Thời gian đầu, khu vực này chủ yếu là đất hoang đồi núi trọc. Tuy nhiên, dưới bàn tay chăm sóc của ông Tị, mảnh đất khô cằn này đã tràn ngập một màu xanh của cây cối. 3 năm đầu tiên, sau khi được giao rừng, do đời sống kinh tế khó khăn, ông chủ yếu trồng ngô, sắn với suy nghĩ lấy ngắn, nuôi dài. Những năm gần đây, ông mạnh dạn chuyển sang đầu tư trồng luồng, cung cấp cho các cơ sở sản xuất tăm tre trong huyện. Từ chỗ thu nhập bấp bênh, hiện mỗi tháng, việc thu hoạch luồng đem lại cho gia đình nguồn thu ổn định là 3 triệu đồng một tháng. Từ cái giao đất, giao rừng đến nay, mà thấy gia đình của chúng tôi cũng sắm được các một ít tiện nghi trong nhà. Sắm được một là cái xe máy, nè, với là cái tivi, nè, với cái tủ lạnh. Nè. Là địa bàn miền núi, tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí chưa cao. Thời gian đầu, tình trạng phá rừng, làm rẫy vẫn diễn ra phổ biến. Tuy nhiên, hội nông dân cùng với các cấp ban ngành liên quan đã phối hợp đến từng hộ, vận động bà con hiểu được tầm quan trọng của rừng và áp dụng các biện pháp bảo vệ rừng. Và chúng tôi cũng phải đi sâu vào là phải bám sát các thôn bản để nắm được là cái hiệu quả kinh tế rừng rồi. Còn phát triển thêm những cây nào để nó mang hiệu quả kinh tế cao hơn là chúng tôi cũng đang tìm cái nguồn đó về cho mọi hộ dân. Sau gần 10 năm triển khai chương trình giao đất, giao rừng cho bà con dân tộc, nhiều hộ đã thoát khỏi đói nghèo, từng bước vươn lên làm giàu do nhận thức được giá trị đích thực từ nguồn tài nguyên rừng đem lại. Không ít hộ gia đình đã mở được xưởng sản xuất tăm tre, sử dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương là cây luồng. Những cơ sở sản xuất như thế này đồng thời cũng tạo công ăn việc làm, thu hút lao động không chỉ của địa phương mà còn nhiều nơi khác đến. Tính đến hết năm 2011, diện tích trồng mới rừng của huyện Quan Sơn là hơn 1.300 ha. Diện tích rừng trên địa bàn tăng nhanh trong những năm gần đây, đưa độ che phủ rừng lên đến gần 80%. Những biến động về rừng và đất lâm nghiệp đều được thường xuyên theo dõi cập nhật, làm cơ sở quan trọng cho các định hướng lập quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Huyện đã xác định cơ cấu kinh tế là lâm, nông nghiệp, dịch vụ, thương mại. Thì bởi vì trong cái tổng thu nhập của Quan Sơn chiếm đến 40% là thu nhập từ kinh tế rừng. Thì do vậy là trong những năm vừa qua thì huyện đề cao cái vai trò và cái nhiệm vụ bảo vệ rừng là số 1. Là một trong 61 huyện nghèo của cả nước, xác định việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn đi liền với phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, huyện Quan Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển hơn 73.000 ha rừng hiện có, đồng thời đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát nhằm thực hiện tốt luật bảo vệ và phát triển rừng, từng bước nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo cho bà con dân tộc trên địa bàn.